Trà Tiên Lầu rất vui khi được gặp lại quý bác khách hàng trong video ngày hôm nay. Lời đầu tiên, Trà Tiên Lầu xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các quý bác khách hàng chúng ta có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và các bác ơi, hiện tại bây giờ đang là cái thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán rồi và các bác nhà mình chúng ta đang có nhu cầu đi tìm mua những sản phẩm quà biếu, quà tặng nó thực sự ý nghĩa và thiết thực với cuộc sống hàng ngày đúng không ạ? Và nhiều bác chúng ta đang phân vân chưa biết lựa chọn một món quà gì để tặng cho người thân, tặng cho bạn bè, tặng cho đối tác hay tặng cho cấp trên hay là những sếp thì tặng cho cấp dưới của mình những món quà gì đúng không ạ? Thế thì để Trà Tiên Lầu sẽ gợi ý một món quà thực sự là rất là ý nghĩa và thiết thực với cuộc sống hàng ngày mà trong gia đình mỗi người Việt, tại các công sở, các cơ quan tổ chức thì không thể thiếu cái thức uống này, đó chính là trà xanh Thái Nguyên. Đấy, và cái dòng trà hôm nay em muốn chia sẻ cho các bác nhà mình là một dòng trà mà được nhiều bác khách hàng chúng ta ưa chuộng nhất và giá cả thì bình dân và cũng như là mọi lứa tuổi chúng ta có thể sử dụng được, và đặc biệt là những bác uống trà lâu năm rồi thì các bác rất thích cái hương vị dòng trà này, đó chính là sản phẩm trà Móc Câu thượng hạng. Đấy, thì trước tiên em sẽ chia sẻ về cái đặc điểm của cái sản phẩm dòng trà này trước. Đấy thì sản phẩm trà Móc Câu thượng hạng của bên em ấy được hái với một tôm và một nác đác lá thứ hai liền kề tại thân cây trà. Thế nên là búp trà sau khi mà chế biến xong thì nó rất là nhỏ, nó xoăn và đều nhau tăm tắp. Khi pha ra thì cái màu nước là màu xanh ánh vàng mật ong, hương cốm non và cái vị tiền chát hậu ngọt rất là sâu. Cái dòng sản phẩm trà Móc Câu này thì rất là đậm đà các bác ạ. Đấy, thưởng thức các bác sẽ thấy có vị chát, rồi sau đó là sẽ có cái vị hậu ngọt, rồi thơm cốm cũng như là độ ngậy béo của nó rất là nhiều. Thế thì dòng sản phẩm trà này thì là dòng sản phẩm trà đậm đà và được nhiều bác chúng ta yêu thích. Và cái sản phẩm trà Móc Câu gia truyền thượng hạng của Trà Tiên Lầu có giá bán là 599.000 đồng trên 1 kg. Đấy thì hôm nay em sẽ giới thiệu một số cái hộp quà tặng từ cái giá bình dân đến những cái hộp quà tặng cao cấp để các bác có thể là lựa chọn phù hợp với túi tiền này, phù hợp với cái đối tượng mà mình đang muốn tặng quà đúng không ạ? Đấy thì trước tiên là một set quà tặng gồm có hai cái hộp trà 200g như này. Đấy, tổng là 400g trà. Ở bên trong ấy thì bên em là sẽ đóng túi ấm như này ạ. Đấy, ở bên trong là sẽ đóng túi ấm như này các bác nhà mình nhá. Đấy, 200g. Đấy, hộp rất là sang trọng các bác ơi. Đấy, và một cái set này thì gồm có hai hộp như này. Màu sắc túi trà bên trong ấy thì em sẽ đóng theo yêu cầu các bác nhà mình. Đấy, túi xanh, túi đỏ, túi vàng, các bác thích túi nào cũng được. Đây ạ. Và một cái set như này chỉ có 260.000 đồng thôi ạ. 260.000 đồng các bác đã nhận ngay một set hộp quà tặng trà Móc Câu gia truyền thượng hạng, cái dòng trà cao cấp rồi. Các bác có thể mua 5, 10, 20 set hoặc 50 set quà tặng chúng ta biếu mỗi người một túi, thực sự nó rất là sang trọng và ý nghĩa nha các bác nhà mình nhá. Đấy, và tiếp theo là một set quà tặng trong cái hộp màu đỏ như này. Đấy, cái set này thì đựng được 500g trà. Ở bên trong thì bên em cũng sẽ đóng túi ấm và cái hộp này thì đựng được 500g nhá, màu đỏ có những chiếc hành đào ở bên trên. Đấy, một set như thế này thì chỉ có giá là 350.000 đồng thôi ạ. 350.000 đồng các bác đã sở hữu ngay một set cái túi quà tặng như này rồi ạ. Và tiếp đến là 1 kg trà thì em sẽ đóng túi ấm trong cái hộp màu xanh như này. Và các bác ơi, một cái hộp quà tặng set to như thế này gồm có một hộp này và một cái chiếc túi xách kèm theo như này nữa thì chỉ có giá là 700.000 đồng thôi ạ. 700.000 đồng các bác đã sở hữu ngay về một cái set quà tặng to lớn như này rồi, 1 kg trà túi ấm loại 600.000 đồng một cân nha các bác nhà mình nha. Đấy, và tiếp đến là một cái hộp gỗ cao cấp hơn. Đấy thì hộp gỗ ấy các bác ơi, đấy, cái hộp này thì chúng ta có thể dùng mãi được, thực sự là trên chất liệu là gỗ hương. Đấy, và bề mặt thì được CNC bởi những cái dòng chữ logo thương hiệu và được mạ vàng cao cấp rồi, quay bằng đồng, có mã khóa.
khi sử dụng hết trà, bên trong chúng ta lại đựng cái tiền này, đựng vàng hoặc đựng bất kể những cái vật gì quan trọng tùy thân. Thực sự là cái hộp này nó rất là sang xịn sò luôn. Đấy thì cái hộp này đựng được lửa kilogam trà có giá là 700.000 đồng các bác nhá. 700.000 đồng thôi ạ. Đấy, bình thường là giá 750.000 đồng. Thế nhưng mà hôm nay thì Trà Tiên Nầu có một cái tri ân đặc biệt giảm 50.000 đồng cho quý bác khách hàng chúng ta khi đặt cái hộp gỗ như này. Hộp 1 cân thì nó sẽ có giá cao hơn một chút. Đấy thì các bác nhà mình chúng ta có thể lựa chọn những cái trọng lượng phù hợp với mình. Các bác nhà mình yên tâm nhé. Đấy, Trà Tiên Nầu thì sẽ lựa chọn các loại trà mà các bác nhà mình chúng ta yêu cầu. Ví dụ các bác lựa chọn trà móc câu thì Trà Tiên Nầu sẽ đóng gói trà móc câu vào trong các hộp đó. Các bác lựa chọn những cái sản phẩm trà tôm nõn hay là trà đinh này, hay là các dòng trà ướp hương hoa sen, hoa nhài, hay là bất kể các dòng trà gì thì Trà Tiên Nầu sẽ đóng gói theo yêu cầu của các bác. Đấy, các bác hoàn toàn yên tâm đến với Trà Tiên Nầu là tất cả các sản phẩm đều là sản phẩm trà sạch hữu cơ 100%, không có hương liệu, không có tạo màu, tạo mùi, tạo vị hay chất bảo quản, hoặc khi chăm bón không hề có thuốc trừ sâu hay phân bón hóa học để ảnh hưởng đến sức khỏe của các bác nhà mình. Đấy, khi các bác nhận các sản phẩm trà của Trà Tiên Nầu, các bác sẽ được bóc ra kiểm tra pha thử đúng như chất lượng mình đặt ra, đúng như những gì Trà Tiên Nầu chia sẻ thì các bác nhận hàng, còn không đúng, không giống mẫu mã mà các bác lựa chọn thì các bác có thể hoàn trả lại Trà Tiên Nầu. Đấy, hoặc là trong quá trình sử dụng các bác thấy là chưa hợp khẩu vị với mình thì Trà Tiên Nầu sẽ đổi trả cho các bác những sản phẩm trà khác mà các bác nhà mình sẽ ưng ý hơn. Đấy thì Trà Tiên Nầu xin cảm ơn tất cả các quý bác khách hàng chúng ta đã theo dõi video ngày hôm nay. Đấy, các bác nhà mình chúng ta muốn lựa chọn các sản phẩm trà quà biếu, quà tặng, những cái hộp bình dân đến cao cấp của Trà Tiên Nầu thì có thể là đặt niềm tin liên hệ đến với Trà Tiên Nầu qua số điện thoại Zalo 0968600070 để Trà Tiên Nầu có thể được gửi mẫu này, cũng như là để tư vấn cho các bác nhà mình được kỹ hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Trà Tiên Nầu ạ.